Vợ Vân Quang Long bị người thân bóc trần sự thật, sống giả tạo, hỗn láo với bố mẹ chồng. Chiều ngày 29 tháng 12, 2020 vừa qua, khán giả Việt Nam không khỏi bàng hoàng trước thông tin nam ca sĩ Vân Quang Long, cựu thành viên nhóm nhạc 1088, qua đời do đột quỵ và mất tại Mỹ. Thông tin này khiến cho nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ vô cùng đau xót. Sau khi Vân Quang Long qua đời, câu chuyện về gia đình, vợ con và cuộc sống đời tư của cố nghệ sĩ đang được khán giả đặc biệt quan tâm. Tro cốt của Vân Quang Long sẽ được đưa về Việt Nam và an táng bên cạnh mộ ông bà nội ở Sa Đéc, Đồng Tháp, bình yên bên khu vườn. Toàn bộ tiền phúng điếu do nghệ sĩ, khán giả quyên góp ở Mỹ sẽ dùng để chăm lo cho phụ huynh và con của Vân Quang Long. Những ngày qua, mọi người đang tranh cãi nhiều vì cách bố mẹ Vân Quang Long nhắc tới vợ cũ, cũng như không chấp nhận người vợ hiện tại của anh. Cụ thể, bố mẹ ruột Vân Quang Long không chỉ khẳng định không chấp nhận Linh Lan, vợ hiện tại của Vân Quang Long là con dâu, mà còn cấm không cho cô vào nhà. Ông bà cho rằng chỉ có Ái Vân là con dâu chính thức. Giữa những lùm xùm vừa qua thì mới đây vợ Vân Quang Long đã bị một người thân của cố ca sĩ Vạch Trần là người sống giả tạo, không biết phải trái. Theo đó, người này đã tung toàn bộ những tin nhắn liên quan đến Linh Lan trước đây và cho rằng những lời bố mẹ Vân Quang Long từng chia sẻ về cô là hoàn toàn đúng sự thật. Người này đã chia sẻ: "Mọi người chung tay chia sẻ bài để cả nước biết được em Linh Lan như nào mà gia đình anh Long không chấp nhận. Mấy em nhỏ ngừng chửi ba mẹ anh Long đi ạ, nghiệp lắm. Còn riêng em Linh Lan, bữa giờ em lộng hành chắc cũng đủ rồi em ha. Em có thể qua mặt được người dân bên Việt Nam, chứ anh chị em thân thiết với anh Long em không qua mặt được đâu. Vì ai ai cũng biết cái bản chất mất dạy của em hết đó." Thời gian vừa qua, không ai lên tiếng là vì anh chị em muốn chu toàn cho anh Long để tiễn anh đoạn cuối thôi. Giờ mới là lúc vạch trần bộ mặt của em cho toàn dân biết nè. Ừ Linh Lan, em đẹp, nhưng cái nết của em tỷ lệ nghịch với cái đẹp của em. Người ta nói cái nết đánh chết cái đẹp, rồi em coi cả nước sẽ biết được cái nết xấu xa của em như thế nào. Nếu em coi anh Long là chồng như em nói trên cáo phó vợ chính thức, thì em đã không để những bài đăng tác tên Linh Lan chinh in ra đó cho cộng đồng mạng bình luận chửi rủa ba mẹ anh như vậy. Sống giả trần như em, mình em làm được thôi Lan ạ. Em cứ chờ đi, ai cũng sẽ thay nhau mà lên tiếng thôi. Ở đời không ai tốt hơn ai, nhưng thấy đồ giả trần của em chỉ phải ngưỡng mộ. Vì nó quá sức giả tạo. Ngày anh còn chưa được đưa đến nhà quan, chính em đã lo gọi điện thoại cho anh em bên này. Anh ơi, tiền phúng điếu đừng gửi hết về cho ba mẹ anh Long, vì như vậy Helen sẽ không có phần. Trời ạ, chồng mất còn chưa đâu vô đâu, em đã lo xí phần tiền phúng điếu, chị nể em thật. Biết là em lo, nhưng Helen cũng là một đứa con nít, mà con nít thì không có tội, nên chắc chắn Helen sẽ được nuôi nấng đến khi đủ tuổi, chứ có ai bỏ bé đâu. Mà em lo xa quá, nên dẫn đến việc em cho người nhà post hình hồi xưa ba má anh Long lên Sài Gòn thăm anh, rồi chụp hình em bảo hình đám hỏi. Hỏi cái khúc nào vậy em? Nếu mà có hỏi, có dặn, chắc giờ Facebook tràn lan hình đám hỏi em rồi. Còn gì để mà nói lại em? Còn việc từ thiện, có ai như em? Từ thiện qua tin nhắn, nhắn hết anh chị em, bạn bè quen thuộc của anh Long bên Mỹ, Canada để xin từ thiện. Không trả lời thì nhắn tiếp, có cho không để biết, để tính. Mà cha ơi, xin từ thiện như em khôn lõi quá. Không giấy, không tờ, không kê khai. Cứ 200 đô, 300 đô, 500 đô gửi về cho em ấy sửa nhà làm móng cho gì. Anh nào lỡ hứa cho 700 đô, sau đó chỉ gửi được 500 đô là còn thiếu 200 đô, y rằng Lan đòi nợ ảnh vậy. Ôi thôi, tội quá Lan ơi là Lan. Giờ cả cái Syracuse này hỏi ra, ai cũng được Lan nhắn tin xin từ thiện hết ạ. Mà cứ copy and paste y nguyên bản vậy đó, khổ tâm không chứ. Còn nữa nha cả nhà, đón xem bộ phim dài tập Vạch Trần bộ mặt giả trần Linh Lan của Long. Người này còn tiết lộ vợ cố nghệ sĩ thường xuyên nhắn tin những bạn bè của chồng để từ thiện, nhưng sự thật không làm từ thiện, mà khi lấy được tiền thì cô khoe trên mạng xã hội là chồng gửi về cho sai. Trên trang cá nhân, ca sĩ Phạm Thanh Thảo cũng chia sẻ lại bài đăng này cùng chú thích. Tấm màn sự thật từ từ hé mở, sẽ còn nhiều thứ nhé mọi người ơi. Mình và ông xã là nhân chứng sống, không biết bao lần thấy Lan bị chửi. Rồi đọc luôn những tin nhắn em ấy chửi ba mẹ Long rất nặng lời. Không muốn nói là rất. Hỏi sao những bậc nhà văn, nhà giáo như ba mẹ Long, trọng chữ lễ nghĩa, sao chấp nhận nổi một người như thế làm dâu. Càng nghĩ càng thương cho Long, càng nói càng xót cho Long. Đến hiện tại, câu chuyện sẽ càng hé lộ ra về người vợ kém tuổi của cố ca sĩ và khẳng định lời của ba mẹ Vân Quang Long chia sẻ là đúng sự thật.